Chị em tạm ngồi. Trong thánh lễ này chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện để tạ ơn ba đấng và xin được như ý Chúa,
xin cho gia đình bình an trong tay Chúa. Xin cho chuyện hôn nhân của con cái được Chúa thương xót. Xin Chúa soi sáng cho các con vững lòng tin vào Chúa. Xin cho Ukraine được hòa bình và thế giới thoát dịch. Xin ơn khỏi bệnh và cho gia đình được bình an. Xin dâng gia đình lên Chúa. Xin Chúa quan phòng giúp sắp xếp công cuộc sống. Xin Chúa cho người thân khỏe mạnh và xin cho người cha được khỏi lao phổi tiểu đường và các con được ơn hoán cải. Xin Chúa cho người anh đi mổ được bình an. Cầu cho các linh hồn linh mục Du Xe Thanh, linh mục Đa Minh, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Chánh, ba linh hồn Phêrô Cecilia Anna, ba linh hồn Đa Minh, ba linh hồn Maria và hai linh hồn Phêrô. Các linh hồn ông bà, cha mẹ, tổ tiên, nội ngoại, hai bên, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, các linh hồn qua đời vì chiến tranh và dịch tễ, cũng như các linh hồn, các tu sĩ, các linh mục, anh chị em đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Ngày thứ tư trong tuần chúng ta đặc biệt kính Thánh Cả Giuse. Xin Thánh Cả với công nghiệp lớn lao của người và với thế giá trước mặt Chúa trong lời cầu nguyện được Chúa dễ dàng chấp nhận, người hãy cầu nguyện cho chúng ta. Người hãy tiến cử tất cả chúng ta trước tòa Chúa. Và anh chị em giờ đây ăn năn thống hối tội lỗi để chúng ta dâng thánh lễ này, chúng ta hãy đến cùng Chúa như chính Thánh Cả Giuse với tước hiệu đến cùng Thánh Giuse. Thì trước hết chúng ta hãy đến với Chúa và nương nhờ sự cứu độ của Chúa mình, nhờ Thánh Cả Giuse cùng hợp lực chuyển cầu cho tất cả chúng ta. Anh chị em ăn năn thống hối tội lỗi. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em không cầu cho tôi trước và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, xin đáp lời con cái nài van mà soi sáng cho biết những gì là chính đáng và giúp chúng con đủ sức thi hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài Trích Sách Các Vua quyển thứ nhất.
Vua Acáp sai người triệu tập toàn thể con cái Israel và nhóm họp các tiên tri trên núi Carmel. Bấy giờ Elia cùng toàn dân và tuyên bố rằng: các ngươi đi nước đôi cho đến khi nào? Nếu Chúa là Thiên Chúa, các ngươi hãy theo Người. Nếu Ba-an là Thiên Chúa, thì hãy theo nó đi. Dân chúng không thưa lại được lời nào. Elia nói tiếp: chỉ còn tôi là tiên tri duy nhất của Chúa, mà tiên tri của Ba-na-an thì có đến 450 người. Họ cho chúng tôi: hãy cho chúng tôi hai con bò đực. Họ hãy chọn lấy một con cho họ, xẻ ra từng miếng đặt trên củi, nhưng đừng đốt lửa. Phần tôi làm thịt con bò kia, xếp trên củi và cũng không châm lửa. Đoạn các ông hãy kêu cầu danh các thần của các ông. Còn tôi sẽ kêu cầu danh Chúa của tôi. Đấng nào đáp lời cho lửa xuống đốt, thì đấng ấy là Thiên Chúa. Toàn dân đồng thanh đáp: đề nghị hay đấy. Vậy Elia nói với các tiên tri của Ba-an rằng: các ông hãy chọn lấy một con bò và làm thịt trước đi, vì các ông đông hơn. Rồi hãy kêu cầu danh thần của các ông, nhưng đừng châm lửa. Họ liền bắt con bò người ta trao cho mà làm thịt. Họ kêu cầu danh Ba-an từ sáng đến trưa và nguyện rằng: lạy thần Ba-an, xin hãy nghe lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng đáp, cũng chẳng ai trả lời. Họ nhảy múa chung quanh bàn thờ họ đã dựng nên. Khi trời đã trưa, Elia chế giễu họ rằng: hãy gào thét to hơn, vì Ba-an là vị thần. Có khi người đang là tính công chuyện, hoặc đang bận việc, hoặc đi vắng, hay đang ngủ trăng, và sẽ thức dậy. Họ càng kêu lớn tiếng, lấy gươm ráo rạch mình theo tục lệ họ, cho đến khi mình đầy máu me. Khi đã quá trưa, họ còn đọc thần chú cho đến giờ dâng lễ vật thường lệ, nhưng không có tiếng đáp, cũng chẳng có ai trả lời, tỏ dấu lưu tâm đến. Bấy giờ Elia nói với dân chúng rằng: hãy lại gần tôi. Toàn dân liền đến gần bên ông. Ông dừng lại bàn thờ Chúa trước kia đã bị phá hủy. Ông lấy 12 hòn đá đúng theo số 12 chi tộc con cái Gia-cóp, là kẻ đã được nghe lời Chúa phán như sau: ngươi sẽ gọi là Israel. Ông dùng các hòn đá ấy làm bàn thờ kính danh Chúa. Rồi ông đào một cái mương rộng chừng 2 đấu hạt giống chung quanh bàn thờ. Ông xếp củi, xẻ con bò ra từng miếng và đặt trên củi. Đoạn ông nói: hãy múc đầy 4 hũ nước và đổ trên của lễ toàn thiêu và củi. Và họ làm như thế. Ông còn dạy: hãy làm như vậy một lần thứ hai. Khi người ta đã làm như ông dạy, ông lại ra lệnh: hãy làm như thế một lần thứ ba.
và họ làm lần nữa. Nước chảy chung quanh bàn thờ, mương đầy nước. Khi đã đến giờ dâng của lễ toàn thiêu, tiên tri Elia tiến ra cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Israel, xin tỏ ra Chúa là Thiên Chúa của Israel, và tôi là tôi tớ của Chúa. Và chính vì tuân lệnh Chúa truyền mà tôi đã làm các việc này. Lạy Chúa, xin nhận lời tôi, xin đoái nghe lời tôi, hầu cho dân này nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa và chính Chúa hoán cải lòng họ. Bấy giờ lửa Chúa giáng xuống thiêu đốt của lễ toàn thiêu, củi, đá và cả bụi đất, đồng thời cũng hút hết nước trong mương. Trông thấy thế, toàn dân kinh hãi, sấp mặt xuống đất mà nói rằng: Chúa là Thiên Chúa, Chúa là Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Thầy không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Không có tôn giáo hay tổ chức nào, dù là xã hội, đạo hay đời, thì đều phải có luật lệ. Không có bất cứ một nhóm nào quy tụ với nhau mà không có luật cả. Bởi nếu quy tụ với nhau mà không có luật, nó sẽ trở thành loạn. Nhưng nếu có luật và mọi thành viên trong cái nhóm đó, trong cái tổ chức đó đều phải quy chiếu bộ luật mà mình đã đồng ý để gia nhập vào, thì phải giữ, nó mới trở thành sự nghiêm túc, nó mới phát triển được đường lối của cái nhóm hay cái một cái tập thể nào đó. Anh chị em thân mến, đời sống của người Kitô hữu cũng vậy. Nếu không có luật lệ, chúng ta sẽ không ra một Kitô hữu, chúng ta không xứng và không thể trở thành một người đứng trong tổ chức của Hội Thánh Công Giáo. Vì thế cho nên luôn luôn phải có lề luật, luôn luôn phải bảo đảm việc giữ lề luật ấy. Nếu anh chị em giáo dân là người không thể hiểu hết hoặc không thể nắm chắc được, thì giáo hội vẫn phải dùng tới các linh mục hay cao hơn nữa là những nhà hành luật để có thể giúp cho đường lối của giáo hội đi trong một đường lối duy nhất, không phải ở một quốc gia nào, không phải ở một giáo phận nào, mà là trên toàn thế giới. Và như vậy chúng ta mới thật là người Công Giáo, và nhờ bộ luật của người Công Giáo, nó mới làm cho người Công Giáo là người Công Giáo, khác với những tôn giáo khác, khác với bất cứ niềm tin nào. Tôi lấy thí dụ, luật của đạo Chúa chúng ta là luật đòi hỏi phải yêu thương trước tiên, làm mọi sự, mọi việc gì thì phải nhắm đến hai từ yêu thương thì chúng ta mới được quyền làm hay không làm. Cho nên chúng ta không thể vì hai chữ yêu thương mà mình có thể làm như những người Hồi giáo được. Những người Hồi giáo họ có thể, họ quấn mình vào trong những bom đạn, những chất nổ tự chế. Thế rồi họ nhảy vào, xông vào trong đám đông, họ bấm ngòi nổ, họ tan xác cùng với việc đổ máu quá nhiều người trong cái đám đông ấy. Và như thế họ cho rằng họ đã làm đẹp lòng đứng Allah, là kẻ họ tôn thờ. Chúng ta thì không. Trong khi đó chúng ta chủ trương ngược lại. Chỉ cần, anh chị em nhớ lời Chúa Giê-xu, nếu ngươi mắng anh em ngươi là đồ khùng, ngươi đã bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi mắng anh em ngươi là đồ ngốc, ngươi phải bị trả lẽ. Nếu ngươi coi thường và xúc phạm đến anh em ngươi, tất cả những điều đó Chúa không bằng lòng. Thì đừng nói là ôm bom để có thể
tự sát bản thân, đã vậy mà còn giết chết hàng loạt người khác. Cho nên chính vì thế, lề luật của người Công giáo là lề luật làm cho chúng ta được trưởng thành. Chẳng hạn như chúng ta sẽ tha thứ cho người anh chị em của mình nếu họ có sự xúc phạm đến ta, cũng như ta sống trong tương quan với họ, ta cũng cần những anh chị em tha thứ cho ta. Bởi trong cuộc đời này không ai là toàn thiện hoàn toàn cả, cho nên chúng ta cần đến sự tha thứ của nhau và phải tha thứ cho nhau. Trong lời kinh mà Chúa Giêsu dạy cũng trở thành lề luật cho chúng ta sống: các ngươi tha thứ cho anh em và các ngươi được Thiên Chúa tha thứ. Lời kinh Lạy Cha chúng ta vẫn đọc, chúng ta vẫn thấm thía điều đó, vân vân. Thưa anh chị em, tất cả những lề luật mà Thiên Chúa đưa ra trở thành lề luật căn bản, trở thành lề luật cho nguồn sống của người Công giáo, dựa trên chính giáo lý đức tin, dựa trên chính giáo lý tin mừng và dựa trên chính giáo lý của Thánh Kinh nói chung, giúp cho chúng ta, giúp cho một hội thánh bước đi hàng ngàn năm mà không bị mai một, dẫu có thể bị nhiều người xúc phạm, nhiều người ghét bỏ, dẫu có thể có rất nhiều những thể chế chính trị tìm cách tiêu diệt, thì vẫn không thể làm gì có thể làm cho mất đi niềm tin của một hội thánh Công giáo này. Thưa anh chị em, đặc biệt với đời hôn nhân, anh chị em có nhớ lại cái nghi thức bí tích hôn nhân không? Khi đến trước cung thánh, mai mốt phải để ý ha, mình có khi tới phiên mình mấy chục năm đi qua rồi mình quên mất rồi, mà cũng có khi là chả có nhớ từ ban đầu, cho nên bây giờ nói quên cũng hơi oan. Từ nay về sau nhớ luôn, khi nghe chúng ta chứng kiến những đôi hôn phối, chúng ta nghe lời thẩm vấn của vị linh mục hay là của vị chủ tế chứng hôn cho đôi hôn phối, trong đó có một lời thẩm vấn rằng: các con có yêu thương, đón nhận và giáo dục con cái theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Anh chị em nhớ câu này chưa? Cái lời thẩm vấn của linh mục. Thế thì đôi hôn phối trả lời rằng: thưa có, tôi không nói hết câu, tôi chỉ nói một phần sau thôi. Thế những người ngoại giáo họ vẫn giáo dục cho con cái họ chứ? Thí dụ như chúng ta tới nhà, họ bảo rằng: con chào bác đi con, ai cho con cái gì thì con đưa hai tay để nhận quà mà người lớn cho con. Họ dạy con họ chứ? Chúng ta cũng dạy, dạy con mình kiểu đó. Nhưng thưa anh chị em, đó chỉ là luật con người. Còn trong nghi thức bí tích hôn phối, Hội Thánh đòi chúng ta, đôi hôn phối khi lập gia đình và có con, Hội Thánh đòi cái gì? Các con có yêu thương, đón nhận và giáo dục con cái của các con theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Như vậy không chỉ là chúng ta giáo dục nhân bản cho con như mọi người, kẻ ngoại cũng làm, mà bên cạnh đó chúng ta còn phải giáo dục nhau trong gia đình mình theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh. Như vậy cho nên khi anh chị em bảo con anh chị em là: con hãy chào bác đi con, ai cho quà con họ là người lớn, con phải nhận bằng hai tay, anh chị em mới chỉ giáo dục con ở bình đẳng sơ, ở cấp sơ đẳng của những kẻ làm người, nhưng chưa phải đó là cách giáo dục con mình trở thành làm con Thiên Chúa, làm con Hội Thánh. Chừng nào chúng ta giáo dục con mình theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh, chúng ta mới trở thành người đưa dẫn con cái mình
đưa dẫn gia đình mình vào trong bộ luật của Thiên Chúa và Hội Thánh, vào trong việc chúng ta làm con Chúa và con Hội Thánh thật sự. Tôi chỉ lấy một vài thí dụ để anh chị em phải biết mình giáo dục con mình theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh là luật gì. Chẳng hạn như luật dạy con mình phải cầu nguyện, chẳng hạn như luật dạy con mình phải chuyên chăm học giáo lý, chẳng hạn như luật dạy con mình phải yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người, phải yêu mến Thiên Chúa và sống bác ái, sống nhân nghĩa với nhau, sống không để sự oán hận trỗi dậy như Chúa Kitô, mà ngay cả như bị thiệt thòi thì cũng phải giống như Chúa Kitô công bố ơn tha thứ cho kẻ đã sát hại mình. Nếu anh chị em dạy con anh chị em là ai đến nhà thì con mời nước, mời chú mời bác ngồi, mời chú mời bác vào nhà, anh chị em chỉ mới dạy con mình trên bình diện của cái sự sơ đẳng làm người. Nhưng anh chị em dạy con mình rằng con gặp người hoạn nạn con phải giúp đỡ, đó là luật bác ái của Kitô giáo chúng ta. Con gặp người đang đau khổ con phải nâng đỡ an ủi họ. Bạn bè của con trong trường học là kẻ mà nó đi học cùng lớp với con, nó bị tật nguyền, những người khác trêu chọc nó nhưng con không được quyền trêu chọc, con chỉ có được quyền cảm thông với đứa bạn nó bị tật, bị nguyền, nó học với con. Nếu anh chị em dạy với tất cả những điều đó trong đường lối của Hội Thánh và dựa trên chính lời của Tin Mừng nói riêng và dựa trên chính lời giáo huấn của Kinh Thánh của Giáo Hội nói chung, anh chị em mới bắt đầu đưa con mình và chính mình vào trong đường lối làm con Chúa, làm con Hội Thánh. Cho nên nếu ai có con có cháu mà tham dự thánh lễ chẳng hạn, nhưng anh chị em cho con mình ở ngoài nhà thờ rồi mình ngồi đó ngồi nói chuyện với con mình, anh chị em đã giáo dục con mình đi ngược với đời sống giáo lý đức tin chắc chắn. Bởi khi chúng ta ngồi ngoài nhà thờ dự lễ có nghĩa là chúng ta đã không nhầm việc cho bản thân mình tham dự thánh lễ đường hoàng, mà còn nhằm giáo dục con mình nó lớn lên, nó có thể đi lễ ngoài nhà thờ giống mình, bởi vì cái gương trước mắt mà. Thôi thì nói nhiều, tôi nghĩ rằng anh chị em đủ hiểu, chứ còn nói nhiều quá thì cái bài giảng nó sẽ dài. Một vài những thí dụ như vậy để chúng ta nhận định cái gì là ở bình diện con người nó sơ đẳng, nhưng cái gì là điều mà chúng ta giúp cho gia đình mình sống theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh đúng như chính bí tích hôn nhân mà anh chị em lãnh nhận. Và trong ngày mình lãnh nhận bí tích hôn nhân, mình thề hứa rằng con có đón nhận, con có yêu thương đón nhận và giáo dục con cái theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Anh chị em đã sẵn sàng trả lời rằng thưa có, thì hôm nay lời Chúa Giêsu dạy chúng ta người đến không hủy bỏ lề luật mà người kiện toàn lề luật, là dịp tôi muốn nhắc lại bổn phận hôn nhân của anh chị em. Trong chính anh chị em là người chủ của gia đình mình, hãy nhớ điều đó để luôn ý thức luật Chúa và luật Hội Thánh, đó là điều kiện tác sinh chúng ta trong đời sống làm con Chúa, làm con Hội Thánh. Đôi tay này con dâng lên Cha, dâng tình con yêu thương biết tha, như trong hương mây tối thiên toàn con thành tâm. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này hoa màu ruộng đất và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Đề ca tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng tiếng lễ vật này để tỏ lòng thần phục suy tôn, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho chúng con được thêm lòng mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Còn là Thiên Chúa. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Người đã thực hiện công trình kỳ diệu này là kêu gọi chúng con bỏ đàn tội lỗi, thoát ách sự chết, tới ánh vinh quang. Nhờ đó giờ đây chúng con được gọi là dòng dõi tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, chủng tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để chúng con loan truyền khắp nơi quyền năng Chúa là Đấng đã kêu gọi chúng con từ chốn tối tăm tới nơi sáng láng diệu kỳ của Chúa. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thời sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy,
máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Linh Mục Giuse, Linh Mục Đa Minh, Linh Mục Phêrô và các linh hồn Phêrô, Cecilia, Anna, Đa Minh, Maria, Giuse mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyên rằng: Lời Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng:
Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa. Chúa Giêsu Kitô, thương chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận, cho chúng con được sống muôn đời. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Xin mẫu thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Chưa theo Ngài,
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dùng ơn thiên của bí tích này để chữa lành và bổ dưỡng chúng con. Xin cho chúng con thoát khỏi mọi khuynh hướng xấu và bước đi vững vàng trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Về nơi yên vui phúc nhà, mịt mù đêm.